Chào mừng các bạn và chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh YouTube của Vân. Trong video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu chiếc xe Vios G đời 2019 chạy được 16.000 km. Hiện tại bên em đang chào bán với giá 535 triệu, giá còn thương lượng. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết để các bạn có thể đánh giá được độ mới và độ chất của chiếc xe. Đây là chiếc Vios G đời 2019, biển thành phố Hồ Chí Minh 06269. Xe đã chạy được 16.000 km. Xe còn rất là mới. Bây giờ em sẽ quay một vòng xung quanh thật là chậm để quý anh chị có thể đánh giá được cái độ mới của chiếc xe. Chiếc xe còn rất là đẹp. Đây, xe mới chạy có 16.000 nên là rãnh lốp còn rất là sâu. Đát lốp là tuần thứ 8 năm 2019. Đây là cánh cửa trước bên tài xế. Em sẽ quay đường chỉ thật là chậm cho các anh chị xem ha. Chỉ còn nguyên zin. Chỉ còn rất là đẹp. Đây, ở đây chúng ta coi cái hai con ốc cánh cửa còn rất mới, chưa có dấu hiệu gì bị tháo mở. Đây là cánh cửa sau bên tài. Đây, keo chỉ còn rất là đẹp như mới. Đây là cốp sau. Xe đã được trang bị nẹp chống trầy cốp sau. Anh chủ xe rất là kỹ tính. Mâm sơ cua cũng còn rất là mới ha. Ta sẽ coi những cái đường chỉ cốp sau nè. Chỉ cốp sau còn rất là đẹp. Còn nguyên zin. Đây là cánh cửa sau bên phụ. Đây là cánh cửa trước bên phụ. Em sẽ quay thật chậm để các anh chị có thể xem thật là kỹ, giống như là mình đang đi xem xe thực tế thôi. Chỉ khác cái là không được sờ và chạm vào xe. Và nếu như các anh chị muốn em quay chậm hơn hoặc là muốn em quay thêm cái chi tiết nào trên xe thì có thể viết vào phần bình luận. Em sẽ quay bổ sung thêm trong những cái video tiếp theo. Ok, đây là ốc nắp capo. Còn rất là mới, chưa hề có dấu hiệu bị tháo mở ha. Đây đường chỉ nè. Đường chỉ rất là đẹp. Nguyên zin. Rất là đẹp luôn. Đây là ốc nắp capo bên này. Còn chưa có dấu hiệu gì bị tháo mở. Còn rất là mới. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xem xuống phần ốc tay xe.
Đó. Chưa hề có dấu hiệu gì bị tháo mở ha. Còn rất mới. Đó, xe còn như mới. Mới chạy có 16.000 km thôi. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe VXG đời 2019 này với giá 535 triệu. Nếu anh chị nào quan tâm có thể gọi điện trực tiếp cho em để thương lượng về giá. Về phụ kiện thì xe đã được trang bị thêm là viền che mưa, ốp bật lên xuống có đèn. Tiếp theo là đến phần nội thất còn rất là mới. Như mới luôn quý vị, xe mới chạy có 16.000 km thôi mà. Rất là còn mới, chưa có dấu hiệu gì bị dơ cả. Rồi tiếp theo chúng ta tới đến băng sau. Đây. Vẫn còn rất mới nha. Còn xe còn thơm mùi xe mới luôn. Đánh giá tổng thể chiếc xe này là một chiếc xe siêu lướt. Còn rất mới, mới chạy có 16.000 cây thôi. Đấy, nên là quý anh chị nào quan tâm thì hãy nhanh tay gọi điện cho em để sở hữu chiếc xe này. Giấy tờ vay mua xe trả góp cũng rất đơn giản. Đối với khách hàng là cá nhân thì cần chuẩn bị các giấy tờ sau: bản sao chứng minh nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu, giấy xác nhận độc thân hoặc giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nguồn thu nhập bằng hợp đồng lao động, bảng lương, sổ tiết kiệm, tài khoản cá nhân. Và nếu như các bạn không chứng minh được nguồn thu nhập hoặc gặp khó khăn trong việc chứng minh nguồn thu nhập thì các bạn có thể gọi ngay cho Vân nhé, để Vân tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Còn đối với doanh nghiệp thì cần chuẩn bị các giấy tờ sau: bản sao giấy phép kinh doanh, bản sao giấy xác nhận mẫu dấu, báo cáo tài chính, báo cáo thuế,